Yên ơi chị lắc hông mãi không được Học nhiều rồi mà vẫn cứng đơ không lắc được Rồi hôm nay Yên sẽ hướng dẫn lại cho các chị cái bước lắc hông câu bản Mà rất là dễ nha mọi người nhé Mọi người hãy lưu ý nhìn kỹ Yên xem là Mọi người lắc hông nó sai ở cái chỗ nào Mà nó không dẻo được nhé Rồi xin mời các chị em hãy bắt đầu đứng lên học cùng Yên nhé Dạ đây à, các chị hãy siết cơ bụng lại cho Yên Mọi người hãy siết cái cơ bụng lại cho Yên Cái thứ nhất là siết cơ bụng Cái thứ hai mọi người lúc nào cũng trong cái tình trạng đứng làm sao là đứng là phải cái 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 lưng của mình phải đứng thẳng nhé mọi người nhá, cái ngực của các chị hãy đẩy về phía trước một xíu và hãy trùng cái gối xuống giúp yên. Đó, trùng cái gối xuống giúp yên, cái mông của chúng mình lúc nào cũng phải đẩy ra phía sau cho mọi người nhá và lưng ưỡn thẳng lên cho yên như thế này. Được chưa ạ? Đó, mọi người nhìn thấy chưa ạ? Nhìn kỹ nhá mọi người nhá. Rồi, xong rồi là cái gì ạ? Mọi người muốn dẻo. Mọi người hãy phải nhún nhún cái 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 góc chân một chân lên cho yên đây bắt đầu lại từ đầu nhá nhún xuống đồng thời nhún xuống đây nhìn thấy chưa ạ mọi người hãy kiếm một chân lên cho yên một chân trống một chân phụ nhá một chân phụ này là cái trống cái gót đẩy cái gót chân lên cho yên còn cái chân trụ này mọi người đứng thẳng nhá đồng thời là gì ạ muốn đẩy sang đổi chân thì mọi người hãy đẩy cái hông này sang bên đây cho yên nhìn đây đại yên đang đứng thẳng nhá đây ạ đó mọi người đồng thời nhá đồng thời đẩy cái hông này sang giúp yên đẩy hông chân trụ này sang đó xong chuyển đổi luôn này để đồng thời đẩy hông lên sang thì mọi người hãy tiếp tục nhưng cái gót chân này chân trụ lấy lên thì hạ dần cái chân phụ xuống xong lại đẩy sang đây cho yên đó yên nhầm thật chậm cho mọi người nhìn nhé rồi lại đẩy lên lại trở về với trụ cũ này rồi hông lại đẩy sang trái này nhón gót chân trái lên này, này rồi đẩy hông sang phải nhón cái gót chân phải lên này, này nhìn thấy chưa ạ nhìn kỹ giúp yên nhé chịu khó trùng cái gối xuống đó nhìn thấy rất dẻo này mọi người được chưa ạ đó đấy nhìn thấy chưa ạ cái gót chân ấy cái chủ yếu là cái gót chân cái gót chân của các chị phải nhón nó lên chống cái gót đẩy cái gót chân này lên đó thì cái hông của các chị hãy nó sẽ đẩy lên cao nhá đó rồi đồng thời nhún xuống này để đẩy gót chân phải nha rồi hông đánh sang cho yên rồi đẩy lên lại nhón cái gót chân trái lên chân phải lên cho yên hạ chân phải chân trái xuống rồi đẩy hông sang trái này nhón gót chân trái lên này hạ gót chân phải xuống này rồi được chưa ạ đó rất là đơn giản đúng không ạ các chị muốn dẻo thì các chị chấp nhận phải trùng gối xuống một xíu nhé phải hạ cái gối xuống thì nó hơi mỏi nhưng mà nó là chỉ cái lúc đầu các mọi các chị tập thôi thì nó sẽ mỏi thôi còn khi mà quen rồi nó sẽ không mỏi nhá mọi người khi mà quen rồi mọi người nhảy nó sẽ như này đó được chưa ạ lưu ý nhé mọi các chị ơi lưu ý cái quan trọng nhất là cái bờ vai của chúng mình từ đây đổ lên vai là các chị phải đứng im để im các chị không có lắc lư cả người nhá lắc lư cả người nhá các chị để im phần này cho yên các chị chỉ lắc cái hông này từ đây đổ xuống phần gót chân nha nhìn kỹ này là bắt đầu lại từ đầu nhé đẩy lên yên mọi người đẩy chân phải trước nhé đấy theo màn hình theo yên yên quay yên ngoảnh mặt lại màn hình là yên sẽ quay kiểu này là yên sẽ quay là 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 nhìn là chân 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 phải trước phải mọi người nhé chân phải trước của yên này rồi hạ đồng thời hạ chân trái chân 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 phải xuống thì đánh gót chân trái lên này đó rồi cái hông này đẩy sang chân phải này nhón gót chân phải lên này đó rồi đánh cái hông này lại đẩy sang bên trái lại nhón cái gót chân trái lên hạ chân phải xuống được chưa ạ đó và cái bước này rất là nhiều chị em thích nhưng mà học rất nhiều rồi vẫn bảo là cứng không lắc được đó thì hôm nay các chị yêu nhìn kỹ nhé nhìn kỹ hướng dẫn này đó cái gót chân của yên này rồi cái hông của yên đẩy này đó rồi đợi đưa sang này nhìn thấy chưa ạ cái hông của mình cái gót chân của mình đẩy cao bên nào thì cái hông nó sẽ đưa lên bên đó 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 đây rồi cái hông lại đưa sang phải này hông đưa sang phải thì đồng thời cái hông đưa sang phải thì đồng thời là cái gót chân phải mình phải nâng lên để hạ chân trái xuống đó rồi hạ cái chân phải xuống thì cái hông nó sẽ thấp xuống thì lại đẩy sang bên trái lại nhón cái gót chân trái lên. Được chưa? Đồng thời hạ xuống lại đẩy gót chân phải này, hông đánh sang này. Đó. Cứ bên trái lại đẩy sang phải, bên phải lại đẩy sang bên trái, bên trái rồi hạ xuống lại đẩy sang bên phải. Cứ thế thôi. Nhưng mà nó lại phải liên quan đến cái gót chân nhá các chị ơi. Nó lại phải liên quan xuống đến cái gót chân ạ. À. Đó cái gót chân của các chị không đẩy lên thì không bao giờ nhìn mà nó dẻo được đấy nhún xuống để lấy đà để đẩy cái hông lên cho yên rồi tiếp tục nhé các chị em nhé đó cứ như vậy cứ như vậy thật chậm rồi xong bắt đầu chúng ta tăng tốc dần 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 đó được chưa ạ nhún xuống là nhún hai cái chân xuống này nhún xuống đồng thời là kiễng lên này kiễng lên thì bắt đầu là cái hông chúng ta sẽ đẩy sang bên đây đó kiễng chân trái hông đẩy sang kiễng chân phải đẩy hông sang trái rồi hạ cái chân phải xuống thì đồng thời kiễng chân trái hông đẩy sang bên phải đồng thời hông đẩy sang phải thì kiễng gót lại kiễng gót chân phải rồi đồng thời này đẩy hông sang trái rồi đồng thời lại kiễng gót chân trái lên thì cái hông nó sẽ mới đẩy lên cao được mọi người nhé đó thì là mấy hông mới di chuyển này đó, cứ bên trái rồi lại chuyển sang phải sang phải rồi lại chuyển sang trái sang trái rồi đẩy hông sang bên phải bên phải rồi lại đẩy hông sang bên trái nhưng đồng thời kết hợp với cả cái gót chân của chúng ta đẩy lên thì cái hông của mình nó mới lên được nhé mọi người nhé đó đó nhìn nó dẻo là ở cái chỗ này nhé đó đó đây là dẻo đây các chị muốn dẻo thì các chị phải nhìn kỹ cái gót chân của yên đẩy lên rất là cao nhé đó vừa trùng gối lại vừa đồng thời đẩy hông, đồng thời đẩy hông, đồng thời kiễng vào gót chân luôn nhé. cái gót chân của các chị phải đẩy được lên. khi mà đẩy được cái gót chân lên cái hông lên thì chúng ta chỉ đứng năm đầu ngón chân chạm đất thôi nhé mọi người nhé. còn cái, cái cái gót chân của 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 chúng ta sẽ đứng hẳn lên cho yên. đó, thì nó mới rõ được cái hông đẩy lên nhé. được chưa? nào, hông lại đánh về bên phải nè, dọn gót chân phải lên nè. rồi đẩy hông sang trái lại nhiễm cái gót chân trái lên cho yên. Đấy, cứ như vậy nhá Yên làm thật kỹ cho mọi người theo này Đó Cái hông của các chị Phải thật dẻo nhá Đưa bên nọ Đưa sang bên kia Đứng làm sao thật vững hai cái chân nhá Đứng làm sao thật vững hai cái chân Và cái bờ vai này chúng ta sẽ để im Đó, chúng ta sẽ để im nhá Rồi, nhìn thấy chưa ạ Đó Bên nọ đẩy hông sang bên kia cứ đẩy sang trái rồi lại đẩy sang phải rồi đóng phải rồi đẩy hông sang trái đẩy hông sang trái rồi lại đẩy hông sang phải đó nhìn cái chân của yên giống như kiểu đạp xe đạp không mọi người giống như chúng ta đang đạp xe đạp ấy đó cứ chân cao chân thấp này này cứ chân cao chân thấp này, này. đó thế thôi nhìn kỹ cái chân của yên này đấy hông đẩy bên nào thì cái gót chân chúng ta đẩy lên bên đó thế thôi hông đưa sang bên nào thì cái gót chân chúng ta đẩy lên bên đó Đấy. đó đó mọi người nhìn thấy chân yên đạp lên đạp xuống không đó chân yên đạp lên đạp xuống này đó đó đấy các chị em nhìn kỹ nhé nhìn kỹ cái, cái bước chân của yên nhé rồi cái bước lắc hông này rất là nhiều các chị em thích nhưng mà yên đọc rất là nhiều những cái comment là chị nhảy chị học rất là nhiều nhưng mà cứng không thể làm sao mà lắc được hông mà nó dẻo được đó thì cái bí quyết làm sao mà nhảy được và nó dẻo được và cái hông đẩy sang nhìn ra rõ nhá nhìn nó thật rõ lét thì các chị phải chấp nhận trùng gối mới được học nó hơi mỏi nhé mọi người nhá mới được học hơi mỏi các chị phải trùng gối đó, nhìn thấy chưa nhìn thấy trùng gối cho cái gót chân yên đẩy lên chưa nguyên yên trùng thế này thì cái đầu hông yên nó có đã độ đẩy sang bên rồi được chưa ạ đó rồi đẩy hông sang đó đấy đẩy hông sang cho yên đấy mọi người nhìn kỹ cái chân của yên thì mọi người học rất là đơn giản cái quan trọng là các chị em phải nhìn thật uh, thực ra thì mới được học thì nó hơi khó nhưng mà ai mà thấy khó quá thì à, các chị em không học nữa Mà hãy dừng lại Dừng lại khoảng tầm 30 phút Mọi người cứ xem cái clip của Yên Cứ xem Yên giảng này này, Yên dạy này này Đó, cứ xa xe, cứ xem cái clip Yên hướng dẫn Yên giảng dạy Thật kỹ, nhìn kỹ cái chân của Yên Đó, nhìn kỹ cái chân của Yên Xong rồi lúc đó các chị em nghĩ, tưởng tượng và nhớ được ra rồi đó và cảm nhận được rồi à là la là, là 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 yên lắc hông như thế và cái chân yên làm như thế này và cái hông yên đẩy như thế này đó xong rồi các chị nhớ được các chị cảm nhận được rồi lúc đó các chị mới đứng lên học yên đảm bảo một trăm phần trăm là cực kỳ dễ luôn và làm được luôn và ngay mọi người nhé sẽ làm được luôn và ngay nhé đó các chị cứ thử đi các chị cứ thử nghe yên một lần đi đó cảm thấy khó quá mà không đơn giản đúng không mọi người rất là đơn giản ạ Mình kỹ gót chân thì yên đã nhón lên nha mọi người nhé đó đẩy gót chân lên thì chỉ năm đầu ngón chân mình sẽ chỉ đứng năm đầu ngón chân mình chống chúng thôi đó thì nó sẽ rất là dẻo Đó. Các chị muốn đánh hông thì cũng vậy nhá. Các chị muốn đánh hông thì các chị cũng phải làm như thế này ạ. Đó. Hạ xuống xong đánh hông lên thiên. Xong lại đẩy sang này thiên, hạ xuống đánh hông lên thiên. Và cái thứ hai là gì khi các chị nhảy á, là các chị sẽ mềm nhá, mềm thả lỏng những cái khớp ra cho yên. Khớp tay, khớp gối, khớp chân cho yên hông eo nhá mọi người nhá. Hãy mềm mại cái người ra. Đó, hãy mềm mại cái người ra nhá. Thì nó sẽ nó sẽ mềm, nó sẽ dẻo nhá. Đó. Đó, mềm hết cả tay này, tay này. Mềm nhá, nếu muốn dẻo tất cả chúng ta sẽ mềm các khớp Đó. khi mà chúng ta mà biết rồi thì chúng ta hãy nhảy theo nhạc nhé, hãy nhảy tăng tốc theo nhạc nhé, nhanh theo nhạc nhé và chậm cũng theo nhạc nhé tùy theo mình thích nhạc nào, mình thích cái nhạc nào thì mình sẽ mở cái nhạc đó nhá mình thích nhạc nhanh hay nhạc chậm, nhạc remix hay nhạc uh, kể cả những cái lắc hay nhá mọi người, nhạc kể cả nhạc uh, bolero mọi người cũng có thể lắc được nhẹ nhàng tình cảm nhá, đó rất là hay. Như các bước nhảy từ to đến nhạc nào các chị em cũng nhảy được nhá, nhạc nào các chị em nhún được hết. Các chị em nào mới bắt đầu học nhảy mà không biết bắt đầu từ đâu thì hãy học cái clip để của yên nhá. Nó không kiểu gì thì các chị em cũng vẫn phải bắt buộc phải nhón cái gót chân lên cho yên. Vẫn phải kiễng gót chân nhá. Đó, vẫn phải nhón cái gót chân lên. Nhón lên thì chỉ đứng năm đầu ngón chân xuống mặt sàn thôi nhá mọi người nhé Được chưa ạ? như này mà đi nhạc mà nhạc này mới nhảy đám cưới thì yên nói thật nhá hết nước chấm luôn <laughs> Ok chưa ạ? chị em nào mà à, thích học nhảy các điệu nhảy tự do à, Thời hiện đại mới này thì à, mọi người hãy ấn đăng ký kênh để theo dõi Yên nhé Và xem clip của Yên mà thấy à, à, hay Mà à, mọi người thấy hay, thấy, mọi người thấy thích Thì mọi người hãy ấn đăng ký kênh và cho Yên xin mỗi người bật like Chia sẻ cho Ian giúp Yên thực ra yên không thiếu yên không thiếu lói đâu mọi người thông cảm với yên nhá đó yên nói thô lắm yên không có nói hay